phạm luật. Nếu mà như bạn này phạm luật rồi, bạn tiếp tục đi, bạn tiếp tục đi. Lần sau không được thế, chạm tay bạn là trước mới được. Tổ ba cố lên, tổ ba cố lên, tổ ba thua đi. Rồi tiếp tục nào, đổi cố lên. Vâng, những con ếch, những con ếch. Ấy, chưa đến nhá, chưa đến nhá. Anh đeo kính râm thế này. Tổ 1 cố lên, tổ 1 cố lên, chạm tay. Các bạn cổ vũ to lên nào. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Không được đi nhá, nhảy, nhảy. Làm một lợi thế, người càng nhỏ nhảy càng nhanh. Bạn này nhảy cực kỳ siêu. Nào, gần trước lên, còn bao nhiêu bạn?